Xin chào mọi người, lại là tôi GameVersi đây ạ. Trong video này, chúng ta sẽ nói về việc tập 62 sẽ được phát hành khi nào và chúng ta có thể mong đợi điều gì từ nó. Tôi cũng sẽ chia sẻ về các lý thuyết của mình và cuối video, chúng ta sẽ đọc một số các lý thuyết mà tôi tìm được trên trang của The Phúc. Mong mọi người có thể ủng hộ mình bằng việc like video và đăng ký kênh ạ, để giúp kênh của mình có thể có nhiều người biết tới hơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy bắt đầu video hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhớ lại điều gì đã xảy ra trong hai tập trước đó, tập 60 và 61. Và tôi muốn nhắc lại rằng tập 62 tiếp theo sẽ hoàn thành mùa thứ 20 của loạt phim này. Nếu nói ngắn gọn và chỉ về những điều quan trọng, thì trong tập 60, chúng ta được thấy rằng nhà vệ sinh được chia thành hai loại, loại thông thường và loại nhà vệ sinh không gian. Có thể đoán rằng nhà vệ sinh không gian có thể đến từ tương lai hoặc từ không gian bên ngoài và có thể là kẻ thù chính của các điệp viên. Ngoài ra, trong tập 60, chúng ta được thấy nhà khoa học to lớn sau một thời gian dài kể từ lần xuất hiện cuối cùng của anh ấy. Anh ấy đã tăng kích thước đáng kể và được nâng cấp rất tốt. Bạn có thể nhận ra là từ Titan TV Man, một tia laser trên đầu và một con mắt đỏ điện tử. Mục đích của nó vẫn chưa rõ, nhưng tôi chắc chắn rằng trong các tập tiếp theo, tất cả khả năng của anh ấy sẽ được tiết lộ như đã diễn ra với Titan TV Man, vì chúng ta không biết các cái móc của anh ấy được sử dụng cho gì cho đến trận chiến cuối cùng của anh ấy trong tập 47 trên khử tay. Tiếp theo, Titan Cameraman đã sẵn sàng đấm phủi đầu CKBD to lớn. Tập 61 bắt đầu khá tối tăm và có vẻ giống với các tập 39,48 và 49, có lẽ là về không khí của nó. Ở đây, lần đầu tiên chúng ta được thấy một loại mới của CKBD to lớn trên bánh xe và cũng đã cho thấy CKBD to lớn có tạo hình như một YouTuber và anh ấy có khả năng như một điệp viên TV man lớn, cụ thể là đèn chiếu sáng. Và vì các điệp viên Cameraman đã không mang kính bảo vệ trong thời gian dài, kẻ thù này đã có thể làm mù họ và loại bỏ họ một cách dễ dàng. Khi đến lượt người quay phim, người đang theo dõi mọi thứ xảy ra theo tên mình, đột nhiên chúng ta nghe thấy âm nhạc và chúng ta thấy một nhân vật hoàn toàn mới trong loạt phim này. Đó là CP Kergoman. Đối thủ cố gắng là mù cô, nhưng anh ta không thành công và CP Kergoman thậm chí còn chế nhạo anh ta một chút. Bức xạ không ảnh hưởng đến cô bởi vì cô không có gì để nhìn cả. Chúng tôi cũng đã nhận thấy từ tập 40 rằng bức xạ không tác động lên những CP Kerman. Tiếp theo, CP Kergoman dễ dàng đánh bại đối thủ mới, hạ cánh một cách đẹp mắt và giúp đỡ chúng ta, gắn liền khoảnh khắc này với sự xuất hiện đầu tiên của CP Kergoman trong loạt phim. Sau đó, các CP Kerman và CP Kergoman nhảy múa mừng chiến thắng. Đó là một tóm tắt ngắn gọn về tập 60 và 61. Nếu bạn muốn xem một phân tích chi tiết hơn, bạn có thể xem chúng theo gợi ý ở cuối video. Và bây giờ chúng ta chuyển sang các lý thuyết về tập 62, tập này sẽ kết thúc mùa thứ 20 của loạt phim. Tôi nghĩ rằng trong tập 62, chúng ta sẽ được thấy lại CP Kergoman. Cô sẽ dẫn đầu một đội quân CP Kerman và họ sẽ chiến đấu với CKBD to lớn. Các điệp viên Kerman cũng sẽ xuất hiện, nhưng lần này họ sẽ mang kính bảo vệ nhờ sự hy sinh của Titan. Tôi không rất chắc chắn rằng họ sẽ xuất hiện trong tập tiếp theo vì họ đủ xa khỏi nơi diễn ra sự kiện trong tập 62. Đó là lý thuyết đầu tiên của tôi, và lý thuyết thứ hai là chúng ta sẽ được thấy một phiên bản Titan TV Man được cập nhật sau tất cả. Bạn có thể nhận thấy rằng mỗi tập trong mùa thứ 20 không tiếp tục câu chuyện của tập trước đó như trong mùa thứ 19. Do đó, cũng có thể rằng tập 62 tiếp theo sẽ liên quan đến lịch sử của TV Man. Có thể họ sẽ cho chúng ta thấy cách cải thiện nó. Có thể họ sẽ đưa nó ra trận đầu với chúng ta. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng rất sớm các Titan sẽ tụ tập và tiêu diệt Titan Ghi to lớn cùng với nhà khoa học CKBD Titan. Tôi nghĩ rằng Titan Cameraman và CP Titan sẽ chiến đấu với Ghi to lớn và Titan TV Man mạnh mẽ được cải tiến sẽ chiến đấu với nhà khoa học CKBD Titan. Tôi cũng nghĩ rằng trận chiến này sẽ kéo dài suốt một mùa hoặc nó sẽ là tập dài nhất của loạt phim. Nếu bạn muốn nghe lý thuyết chi tiết hơn của tôi về trận chiến cuối cùng thì hãy cho tôi biết trong phần bình luận. Và bây giờ chúng ta hãy đọc các lý thuyết của các giả thuyết hay tôi sưu tập được. Lý thuyết đầu tiên, nghe giống như lý thuyết này khi The Phúc Boom nói rằng nhà vệ sinh CKBD sẽ không kết thúc sớm. Cá nhân tôi nghĩ rằng Titan TV Man sẽ trở lại sau thời gian mà chúng ta không ngờ đến, và nhà vệ sinh CKBD sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại và điều đó sẽ tạo ra sự cân bằng trong trận chiến. Titan TV Man chỉ quá khó để xuất hiện ngay bây giờ. Có thể anh ấy sẽ trở lại khi có tình huống khẩn cấp và khi Titan Cameraman đang thất thế. Lý thuyết này cũng khá hợp lý đúng không? Lý thuyết thứ hai cũng khá giống lý thuyết một tôi nhận thấy cả CP Kergoman và Kameza Goman đều có sự phát sáng trên họ phù hợp với hạt nhân Titan của họ. Trong trường hợp của Kameza Goman, đó là màu xanh lam và đối với CP Kergoman, đó là màu đỏ hồng tươi. Điều này có nghĩa rằng có thể có một CP Kerman nâng cao đã được cấy ghép. Sức mạnh của hạt nhân Titan của CP Kerman cũng như lý thuyết 2. Tôi tin rằng TV Goman cũng đã được nâng cấp bởi hạt nhân của Titan TV Man, nhưng điều này không rõ ràng bởi màn hình màu tính nhưng không phải là màu đá lạnh. Ở TV Goman, cô có màu tím. Khi sử dụng cùng một khả năng của TV Man sử dụng màu tím lam hơi xanh, của TV Goman lại là màu tím tinh khiết hoặc màu tím hơi hồng. Điều này có nghĩa là không chỉ có Titan TV Man sống sót. Lý thuyết 3.
Tôi đã nhận thấy rằng CKB đi to lớt dường như đang thêm nhiều khả năng của các đồng đội vào kho vũ khí của họ. Điều này cho thấy với tôi rằng họ đang đối mặt với một tình huống khó khăn đến mức họ phải cố gắng sao chép các khả năng khác. Kể từ khi Gerlit Tollet bị bắt và Sivikerman Tatton được giải thoát khỏi ký sinh trùng CKBD, nhà vệ sinh đang tuyệt vọng đến mức thậm chí cố gắng sao chép các khả năng khác của các điệp viên. Lý thuyết 4. Tôi nghi ngờ rằng khả năng lỗi sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó trong tương lai, đặc biệt khi khả năng này quá mạnh mẽ đến mức tôi sẽ xếp nó ở một mức độ đe dọa cao hơn cả mức độ đe dọa của Tatton. Không chỉ vậy, mà các điệp viên đã có thời gian để nghiên cứu khả năng này và có lẽ đã giải mã nguồn của khả năng quá mạnh này. Câu trả lời chỉ là khi nào thì nó được xuất hiện mà thôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ chúng với các bạn vì chúng rất thú vị. Nếu như các bạn có những lý thuyết giả thiết nào hay hãy bình luận trong video của tôi. Tôi sẽ nói chúng trong video tới. Tiếp theo sẽ là một lý thuyết khác. Công nghệ TV Man bị đánh cắp qua bức xạ của TV Man lớn có thể là do một trận chiến xảy ra ngoài hình ảnh hoặc sẽ xuất hiện trong một tập sắp tới. TV Man lớn đã mất các màn hình TV phụ của mình trong trận chiến đó nên nhà vệ sinh đã lấy khả năng đó và trao nó cho Tollet ẩm ướt trong tập 61. Trong tập tiếp theo, chúng ta có thể sẽ thấy một khả năng mới của CB Gorgomans thực hiện một màn hình phát sáng tương tự như của TV Man. Một lý thuyết khá thú vị nhỉ, có thể CB Gorgomans sẽ có khả năng phát âm thanh gây mê hoặc. Tôi cũng chắc chắn rằng không phải tất cả các khả năng của cô đã được tiết lộ cho chúng ta trong tập 61. Chúng ta đang chờ đợi một tập mới để xem liệu chúng ta đoán đúng hay không. Và đây là kết thúc video hôm nay. Nếu thấy video hay hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh của tôi để nhận những video mới nhất của tôi về vũ trụ CKBD to lớn này nhé.